Tại 129 coi à. Thì bố đi, anh đi gần tới rồi, bắt đầu anh mới chuyển qua dùng máy của em, hiểu không? Vậy giờ em tắt máy em hả? Tắt đi. Đâu cần đâu mà, anh đi gần tới thôi. Rồi mẹ gieo ra cho con. Tắt đi. Tắt, tắt. Tắt đi con. Không biết tắt luôn. Mệt lắm con à. Tao mày ghét mày ăn sai là con biết rồi. Từ từ thì mới biết được chứ. Lấy đây ra chứ. Lấy gì? Đi ra kìa, kìa cái thoải mái. Ở chỗ này sạch sạch đi, mình đi dứt, chỗ này chưa dứt. Sâu nè. Xe mà nhà mình đi cả nhà mình không là nó thoải mái. Thấy không? Mùa xuân này trên chiến khu. Lưng tựa núi mặt hướng biển. Phong thủy. Thành phố Cần Thơ, gạo trắng nước trong. Cho bạn đêm lên đèn đẹp lắm. Ờ, một đêm đi đẹp lắm. Tối ngủ ra chỗ đẹp. Mũi Trần, mũi chân. Sẽ người ta mắc mấy lắm, mấy Yên Tử, núi Yên Tử hả? Cô bài đính là nằm ở đâu ta? Ninh Bình. Ninh Bình hả? Ninh Bình là chùa núi An, núi Yên Tử hả? Chùa bài đính ở Ninh Bình. Anh đang trồng cho hàng mua 5.000 đá. Ra thành phố đi. Anh đi về vùng ven mua vỏ đậu xe rồi vỏ.
có thằng chó mua chi đây ra. Bỏ rồi mát mát đấy nó uống đầu vô là nắng lắm à, nó sầm rồi biết rồi nó nuôi cấm nuôi gì đây uống. Qua một bên bên y học cổ truyền trung ương đã cho đường nắp trên các bệnh nhân mũi này phố loại si rồi rồi nhưng mà mũi em cũng em giờ có là hai ha này có thể đau họng sổ mũi hắt xì hơi triệu chứng toàn thân y ban mực đần tổ mũi thì khi mà đã tiêm phòng thì nó đã thành phố Cần Thơ với các cái nhóm phòng thì nó sẽ có bệnh nặng thứ nhất là có cái sốt rét run sốt cao 39-40 độ tóc mồ hôi này môi tím tái ảnh hưởng đến cái hô hấp của người bệnh có những cái ho khó khan ho có đờm nhưng mà cái ho khi mà bị viêm kẽ thì cần cảm giác là ho sâu tức là nó xuất phát từ ở trong lồng ngực đi ra người cứ khi khi số số bảy số năm số từ số sáu số năm số từ đây xe máy nhiều tấn đấy chứ nhiều tấn đó du lịch tôi hỏi gì
Mỹ là gì không? Bán là tốt, bán là không? Đó chính là tiếng mẹ gọi khi hoàng hôn buông xuống, là tiếng cha dặn khi nhóm bếp lửa hồng. Tấm tốt lắm, tí nữa ăn nè, heo nè. Xào xạc, gió thổi. Đó, hát hả, ngủ. Đều góp phần tạo nên hồn cốt của những thanh âm tiếng Việt và chữ quốc ngữ. Mà mì kẹt à? Mì gì? Mì gà mà kẹt. Chưa thấy đó. Ta xăm vào nhiều rồi ạ. Xăm ngồi chung kẹt. Có gì đâu sạc con. Đưa dây. Giờ bố sạc không được. Ừ, đó đúng vậy cắm dây. Bố mới về ấy. Ai con. Vinh cảm nó từ lê ra. Ở đây anh gì nó mà ướp màu mà mình nó lê ra lẹ quá. Có nói luôn. Coi út nó đổ ăn chơi dơ nha con, phun nước ngọt rồi. Nước ngọt lấy trong thùng này. Uống rồi đổ ăn chơi. Lấy lồng bích xì trong thùng rồi bố ơi. Đi chỗ nào hả bác? Đồ bà. Bà là áo mình, bà là bà miền Tây hả? Ừ. Như thế nào hả bác? Chiếc áo bà hả? Đồ bà ba không? Đặc sản miền Tây hả?
đúng rồi, tại ở trong này không có mùa đông. Ở trong này là không có mùa đông. Nóng dám ăn. Mùa đông ở đây là nóng. Bùn. Anh ở trong này chưa thấy mùa đông. Bùn mà bắt mùa đông nó lạnh. Chỉ có nắng đỏ phơi ngọn đỏ. Cuối vô nắng chát đầu. Mùa đông ở đây là nắng chát đầu luôn. Màu cô đỏ kìa. Với sự cho phép của chú Nguyễn, năm 1615, ngay sau khi đến cửa Hàn, Hội An, Thanh Chiêm, phái đoàn truyền giáo do giáo sĩ Francisco Bosomi dẫn đầu đã thiết lập hai nhà thờ ở cửa Hàn và Thanh Chiêm. Sao cái nó rộng ghê thiệt hả? Mọi chuyện thường như thuận lợi thì đột nhiên lại xoay sang. Giờ vẫn còn đang là quận Ninh Kiều nữa. Có một năm hạn hán khiến nông dân bất giờ. Họ cho rằng đó là do sự xuất hiện của các giáo sĩ nên yêu cầu chú Nguyễn trục xuất các giáo sĩ thừa sai dòng tên khỏi Hội An. Quan trấn thủ Quy Nhơn Trần Đức Hòa cho các thừa sai vào phủ Quy Nhơn và cho xây cơ sở tại cảng thị nước mặn để các giáo sĩ ở làm việc học tiếng Việt phục vụ việc truyền giáo. Sông Côn đổ ra đầm Thị Nại Quy Nhơn. Sông Côn là Vĩnh Thạnh hả? Xã Quốc Quang á, Quốc Quang á. Bây giờ tại giờ mới đến mà sao Quốc Quang á? Nhà xấu xã Quốc Quang rồi nhé. Xưa không thấy sao bây giờ nghèo như ta. Sự phương quang của đồ sao bây giờ chắc chết được. Ở dưới nhà gì xấu rồi nhìn cũng khố luôn. Ở dưới ở chỗ nhà em hả? Qua cắm đồng ruộng rồi nhìn khố hơn nhiều. Đó xã là em chỗ em là thị trấn rồi. Khố hơn chỗ nhà em nhiều. Nhà em nó cho nhìn cũng sướng. Nhà gì xấu khố. Xuống quá là ruộng không? Người Italia và một tu hinh người hậu cận. Người sống ở sông Quán là đủ. Đã được quan trấn thủ Quy Nhơn Trần Đức Hòa đưa từ cảng Hội An về cảng thị nước mặn. Cùng chúng tôi trên hành trình về cơ sở nước mặn nơi phôi thai chị Quốc Nữ từ 400 năm trước. Nên một quá đình lễ tòa giám mục Quy Nhơn kể rằng từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa quan trấn thủ Trần Đức Hòa và ba vị thừa sai dòng tên, cơ sở truyền giáo tại nước mặn đã được lập ra vào tháng 7 năm 1618. Những đêm dưới đèn dầu, các thừa sai cùng trà đàm với giới văn nhân, học sĩ, nhà nho, người dân, thương nhân ở nước mặn. Họ nói chuyện, trao đổi học thuật và tìm hiểu nền văn hóa. Các linh mục đã ghi âm tiếng Việt bằng ký tự Latin. Những nét ký âm sơ khai này được các giáo sĩ sử dụng để viết thư gửi cho nhau, ghi chép lại những giáo lý của nhà thờ. Và đến năm 1619-1620, những thanh âm đầu tiên của chữ Quốc ngữ đã được hình thành. Ba linh mục dòng tên Cristoforo Borri, Francesco Busomi và Francisco de Pina đã viết tác phẩm tường trình về khu truyền giáo đằng trong. Đây là tài liệu đầu tiên xuất hiện những ký âm chữ Quốc ngữ trong thời kỳ phôi thai. Báo cáo năm 1959 nói rất rõ là cái cơ sở nước mặn là có một cái trường quốc ngữ, trong đó là trưởng đoàn ở nước mặn đó lập một trường quốc ngữ, thuê một thầy để dạy. Bạn thầy này mình hiểu cái quốc ngữ này tức là cái quốc ngữ nôm trước kia là quốc ngữ nôm, để rồi dịch ra những văn bản từ tiếng Ý, từ tiếng Latin sang tiếng nôm.
Cho nên mình kiếm quán là cơm đi. Chứ mua vài món mình mạnh ha. Ở đây là cá khô chứ gì vậy? Cá khô là mạnh mà. Anh đi xe đồ quen rồi, anh chạy là cứ có việc đưa xe, anh chạy ngày có việc lắc đầu rồi. Chị mỗi mệt, không quen mỗi mệt buồn ngủ lắm chứ mà tự mượn dưỡng rồi. Chạy nửa tiếng hồ là giết mắt mình. Đi xe nó cũng mệt, mình thường cũng căng thẳng. Tập trung á. Trung cao độ rồi. Em hồi lần tháng đi xe là mất anh nháy nhiều hơn. Bình thường mấy anh ít giấy mà đi xe đại nhé. Đồ đóng rồi, đi chạy nhiều đồ đóng rồi. Xưa chạy xe khách mệt, tập trung cao độ. Xe đại phí không nhiều chứ. Xe khách chạy đua đạp đồ á. Đua đạp, tập trung cao độ. Rồi bao quà, căng thẳng tiền bạc khách khứa nữa. Cường ráng là dính tốc độ, cường ráng dính tốc độ. Còn đây chạy phí căng thẳng vào đó một người dính tốc độ. Xuống Cần Thơ chơi cũng nhiều vậy ha. Sài Gòn thì nó xuống Cần Thơ thôi chứ đi đâu. Cần Thơ nói vậy cho nó vặn lời tiếp rồi đó. Để hiếu kỳ nó bảo đi. Giống như mình vậy đó. Nó Cần Thơ nó như địa danh Đà Lạt rồi vậy chứ. Đường Linh Thủy. Đây là giống đường ngày hôm qua mình đi đi vô ấy vậy đó. Giống đường ngày hôm qua mình vô khu du lịch Mỹ Khánh á. Không phải đâu. Đây là hình tam giác làm đi qua nè, xong đi xuống lại. Cần Thơ qua An Giang hả? Cậu ổn nó nhẹ lại mà xanh nó đẹp quá mà. Đây là qua quận Bình Thủy hả? Cần Thơ nó nằm dạng như giữa, anh đi mấy hiệu Sóc Trăng rồi qua mấy tên Sóc Trăng thật đồ nó gần, Vĩnh Long đồ nó bao qua. Suốt 5 năm đi tìm câu trả lời cho sự ra đời của chữ viết nước mình.
tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne của Pháp cho biết, qua nghiên cứu các báo cáo lưu giữ tại châu Âu và Tòa Thánh Vatican đã ghi nhận các thừa sai dòng tên rất nhanh chóng tìm ra các con chữ Latin phù hợp để ghi âm tiếng Việt. Trong những điểm tôi đã phải đi tìm tài liệu, bởi vì là liên quan đến lịch sử chữ cũ thì hiện nay các tư liệu gốc, tức là các văn bản viết tay của các giáo sĩ nằm giải rác các phong lưu trữ của châu Âu, cũng như là Paris có, bởi vì là lưu trữ của dòng tên Paris có chữ ở Aix-en-Provence thì là thời kỳ thuộc địa, đấy là thời kỳ sau này. Thế nhưng mà tôi nói đến các giáo sĩ thừa sai thì là Lisbon, Madrid, còn ở Rome thì đặc biệt Roma đặc biệt, bởi vì thứ nhất là có phong lưu trữ của dòng tên mà các văn bản viết tay là đều được gốc. Kể từ năm 1617 khi mà Francisco de Pina, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha đến, ông có cái gọi là học tiếng rất là giỏi, thì ông đã bắt đầu chú ý là thành cậu cái việc ăn nghe được. Thì đến năm 1619 thì Pina đã soạn xong một bản chính tả và miêu tả thanh điệu. Chiêm Sơn, nay thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tìm về trấn Thanh Chiêm, cột cao đó nước lũ thoát nước chứ. Dấu tích về một thời vang bóng của trấn Thanh Chiêm Sơn. Con nhỏ ói rồi ở đây, chắc là nó ngon rồi. Ói ói thì gọi em mua ngon. Còn sót lại một số nhỏ là như như ói xí mà nè. Andre Phú Yên, tương truyền. Đi sữa quá trời. Anh thấy chút sữa. Cô chuột không đâu nhé, phơi đào. Cô chuột á? Cô chuột. Thấy chuột cũng ớn. Đồng bồi đang thấy thật ớn luôn. Thì bây giờ làm ra biết cái chuột đồng chuột nhà. Mà cái chuột nó gì nhảy như nó chuột gớp không muốn ăn. Và gần cửa biển Đại Chiêm, dinh trấn Thanh Chiêm xưa có một vị trí chiến lược rất quan trọng. 71 tên lên trong lịch sử. Dinh trấn này đã được chú biết. Chứ mà thịt rắn em không gớp. Em thấy anh thịt rắn á, rắn không chém một anh được. Rắn này tốt hơn, chữa đau lưng rồi hả? Chữa đau quốc lộ 91 bơ. Quân Bình Thủy á. Quân Bình Thủy. Thành phố Cần Thơ. Cái này hôm qua mình đi vô cái nhà đó này, em nói nè. Có quay vô, em nói nhà đó. Đường nào qua mình đi vô nè. Có cái nhà đó, có cái biệt thự đó đó. Qua mình đi vô đường này nè. Nhớ. Nhớ, em nhớ mà. Hôm qua đi vô có biệt thự đó. Đó là đường qua em vô luôn á. Cầu kìm nước đó cháy chứ cao khi mùa nước lũ rồi cầu cao hơn bình thường để dinh trấn cháy chứ trở thành cái nơi quan trọng trong quá trình hình thành chữ quốc ngữ. Còn thấp mùa nước cháy mùa lũ sao nó cháy hả? Thì từ lúc phôi thai
Cái đường đi qua đường đưa ngàn qua đi vô anh. Anh hôm qua anh vô anh nói cho em nhớ cái biệt thự đó. Cái chỗ này thời điểm đi. Không phải đâu. Có cái chỗ này thì đi rồi tôi cũng nhớ rồi. Đi đâu? Điều kiện cần và đủ là cơ bản, nhưng thiếu cơ duyên còn cao khó thành. Cơ duyên cùng với các điều kiện xã hội lịch sử khác để Latin hóa tiếng Việt tạo lập chữ quốc ngữ dường như dân đến cái tốc độ mà nhanh lố mấy cầu bay lên trời luôn á. Còn giáo sĩ Alexander Drot đi nghiên về lịch sử hình thành chữ quốc ngữ. Bên cạnh tên tuổi của Pina thì không thể thiếu giáo sĩ Alexander Drot, người đến Hội An Thanh Chiêm vào năm 1600.